bị cha ra na từ hai cái nòng rùm nóng chỉ tì tăng nơi u bề khang để cho nên nòng ta bị cha ra na đại chiêm mình nô phạm bị cha ra chấm phu rùm nóng việt nam ở miền về từ này bay nóng à để cả chỉ mui nòng chết nóng từ sau mà nó sẽ về từ này rứ đâu mà nó sẽ về từ này rứ u bề khang về từ này thấy có rằng sầm đây đại bồ đề ca tha về thì ta tiền này đây trời đằng ấy trời đằng mà nấu bát vị cha ra đập rầm bay nương ảnh, cứ tam phơi thế bay tới tam phơi thì chia bay tới tam phơi chật móc bay tam phơi gần nạt bay tam phơi cài bay tam phơi chật bay bay rầm mũi đón đập rầm bay, rứ tha sau mình nó rầm mũi tô mình nó rầm mũi upe kha rầm mũi đại tha phạm muội nâng màu tí men à rắm phạm muội nâng người nhiệt nhôm kịch rập ở bàn trục đập phạm bay nâng rập dạng mấy cờ rập tới rập mà đòn bay tam phê muội muội nâng cọ bàn rư rập mà đòn phạm muội tam hôm nay ngày sau mà nó đời men à rắm phạm muội tô mà nó à rắm phạm muội ok kha à rắm phạm muội nâng cọ bàn ấy sát tệ về chỉ ta phê rằng là cứ cọ bay đắng cọ bay chìm ran pành nhà đắng hay đa đình chẳng cứ tha mình chưa lùm bạc thế nên xâm rạp nhật nhóm để bàn đập tới vô tới đăng tới nó nói chơi nè hay nhật nhóm đây mình toàn đăng nó có trời chơi thà nhẹ để bàn đăng nó cao vì đáng có mình đăng đà phần ta thay chỉ đây chia riêng tới có bàn đăng tư thì lấy bây giờ mình toàn bàn đăng tới chia riêng tới múc để bàn đăng thì mình thàm dân tập thể cho riêng thạ đầm bốn dân trong che sờ xe ở ruột tần toát ở lươn phiêm phiêm ra ha ban giờ mấy lục rù chắp đây sờ xe đa chuôn đây đây so nâng mình tay trông trôi ấy dạng ná tay tình long nằm dù tứ che sờ xe bàn là o dạng ná ca sắc xa sờ phê vẹ nâng chẳng áo thì dân chạm dược trong trời phơi và phật đệ ca đây sẩm nay ai ở ván đầm bồ miền mau hơi cứ tha chia diêm thử tam tuần luôn đầm nở này phật bà rong phật thâu việt hơi ắt khi ắt khai ắt thắng việt mình chặt tam là ha đầm bay phải chạy liệt nặng này sẽ phê vẽ rư việt mình chặt ở sẽ ca vậy để thấy ắt miền thì cái đây tục tôm nó chỉ yết ngon chẳng thế cứ tha miền thì cái đây tinh chất triệt là cái nông ca đã từ tam phơi mũi chỉ phơi đỏ mất chất trầm trời hay tinh chất nâng áp rong chỉ viêm ai chầm rờn na rồi chưa ba thả vây cả đói ai tới chầm rờn về tới tới chầm công được thay giới mình toàn đăng phơi ấy so mình toàn đăng được tới chầm rờn ấy mình toàn đăng được tới bảy ba dạng na nên mình toàn bàn áp rong về mình toàn bàn chầm rờn về mình toàn bàn phơi chầm hay để bàn đăng phơi hay cứ tha miền tây mày giang cướp cứ tha thằng xăm đăng rưỡi rưỡi tới tới bên này đòi mình nghĩa rê tế pro tăng tới bàn chuyện cho ba tới đòi hôm nay bàn đập thèm tiệt phong đòi hôm nay cha bà để bắt nâng cứ non mau này ca chuyện cho ba sợ hiệp này sợ thế vẽ nông gì vậy rồi ngày nâng căn để cho ba lo từ tiệt ở miền ở nam nằm tới bàn đòi kịch hệ cứ bàn đây thà mình miên đồ phật ca vừa trời nâng từ chỉ ca vừa khó thế ruột ấy ruột thà vây vây đằng ó sắp tới chỉ ru bạch thua nâng niệm bạch thua đây chỉ thua cùng phung miên ca phổ phật tạ để bắt đằng bay đằng nâng từ ấy đằng bay nẹt đặt tây nam mau cuộc đua này dễ ra trời để phơi dạng đi dạng nô và khơi trâm tay chia sập hiệp vẹn nâng anh vì thế về ở phơi nâng từ na thì này dịch thầy giờ đấy tịch thầy sổ chạy nè nê giờ đấy tệ nô miền ở nà mùi nằm tự ban đầu tịch thầy đời chân này thì nhầm bà gà rả má nhầm bà nâng quân tài rịp rõp trù trù tế bà tam bà quân đề ca xâm đài nô cư thà hồ hai bên chân ngay cư bà ông rõp tập rục tổng ơ tam chuyên dân nịa đài bà ông xâm đài nâng cư cục quân bò rộ bô ạch khoa tôi cho nên ai sai nhận nhôm để thoát ban sát mà hai phong, rùm
sở rộp màu tớ cứ xung bây khăn ông bê lên ý có miền ca xâm đai ông bì sau mà nó để khi mà cả nà khi mà xâm đai hai nó có nhiệt nhóm ai nhìn trìa ban thả sau mà nó phở mùi giang nó giang ná tô mà nó phở mùi giang nó giang ná ủ bê khá phở mùi giang nó giang ná trốn đây bình chìa thà vì bà sở ná cứ đăng sau mà nó thì cả đang phô miền rút chìa râm đây tô mà nó cả đang phô miền rút chìa râm đây ឬឧបេក្ខាកើតឡើងព្រោះមានរូបជារម្មណ៍ក្តីឬក៏មានសម្លេងមានក្លិនមានរសមានផលថាពៈមានធម្មារម្មណ៍ជារម្មណ៍ក្តីចំពោះវេទនាណាមួយគ្រប់វេទនាទាំង គឺសម្មយុទ្ធធัวเวทនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណនឹងវាតែងមានវេទនាឯណានេះមួយអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាឃើញវាស្រឡះល្វឹងនៅក្នុងរូបនេះដែលជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អត់មានយើងអត់មានគេអត់មានលោកយាយលោកតាឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះអត់មានគឺត្រឹមតែសភាពនៃនាមធัวដូច្នេះអរូបកម្មដ្ឋានបែបព្រះអង្គសម្ដែងលើកឡើងនៅវេទនាមួយនេះគឺជាច្បាស់ណាស់ ព្រោះថាជាសភាវៈមានលក្ខណៈប្រកបច្បាស់ដោយសោមនស្សឬដោយតោមនស្សជាដើមហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងកាលណាបើវាត្រឹមតែវេទនាអញ្ចឹងទៅហើយវាមានស្អីដែលនៅក្នុងកាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប៤នេះដែលទឹកភ្លើងខ្យល់នេះដែលញាតិញោមបានអប់រំហើយជារូបកម្មដ្ឋានដោយឡែកអំពីរូបគឺនាមធម៌ ហើយដល់តែនាមធัวវាអត់មានទ្រង់ទ្រាយសន្តានអីទេគ្រាន់តែជាធម្មជាតិមួយដែលមានលក្ខណៈសោយនៅអារម្មណ៍ជាសោមនស្សឬតោមនស្សឬប្រងើយប្រងើយជាឧបេក្ខាអញ្ចឹងទៅញាតិញោមមិនបានសម្គាល់ថាអោះលោកតាជានៅក្នុងកាយដែលប្រកបដោយមហាភូតរូប៤នេះអត់ទេគឺបច្ចៈទេលក្ខណៈវេទនានេះគឺជាអរូបកម្មដ្ឋាន ឬថាលោកតាសុននៅក្នុងមហាភូតរូប៤ក៏អត់ដែរឬក៏លោកយាយរ៉នអីចឹងទៅក៏អត់ដែរលោកតាម៉ៅអីចឹងទៅក៏អត់ដែរវេទនាគឺថាសោមនស្សតោមនស្សឧបេក្ខាមានលោកយាយណាមានលោកតាណារួមហើយកាលណាមើលញាតិញោមបច្ចៈអីចឹងទៅស្អីហ្នឹង นั่นហើយគឺជាវិបស្សនាកំសង់ໄសទាំងអញមិនដឹងជាបរិបត្តិយ៉ាងណាទេហើយកាន់តែចាស់គួរស្ដាប់មិនបានហើយរវល់តែក្នុងសហាយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំជម្រាបហើយស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ទៅអត់មានលោកយាយនេះលោកតានោះនៅក្នុងមហាភូតរូបនេះទេក្នុងកាយនេះទេហើយកាយនេះសឹងតែដីទឹកភ្លើងខ្យល់សុទ្ធអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាស្រ័យឈួរនៅលើវិបស្សនាអប់រំ ទាំងរូបកម្មដ្ឋានទាំងអរូបកម្មដ្ឋានទេណានឹងបច្ចៈទៅលក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌នឹងឯងសັບសັດតទៅនឹងព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីសត្តបទសត្តបទនឹងគឺចំណែកផ្លូវដំណើររបស់សត្វដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តៈនិងវិវត្តៈ ព្រោះក្នុងសត្តបទ36ហ្នឹងគឺមានចំណែកផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តៈនឹង18ចំណែកផ្លូវដែលប្រព្រឹត្តទៅជាវិវត្តៈនឹង18សត្តបទហ្នឹងគឺថាជាចំណែកនៃដំណើរផ្លូវរបស់សត្វប្រព្រឹត្តទៅជាវត្តៈនិងវិវត្តៈ ព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាដោយសោមនស្សនឹងមានកេហៈសិតៈសោមនស្សហើយមាន 6 ដែរកេហៈសិតៈសោមនស្សហ្នឹងគឺកាលដែលបានឃើញរូបហើយរូបនោះក៏ជាទីពេញចិត្តជាទីត្រេកអរជាទីប្រាថ្នាជាទីរីករាយចឹងទៅ ក៏បានដល់នៅសោមនស្សរីករាយចំពោះរូបនោះបានពិចារណាចំពោះរូបនោះក្នុងការកន្លងទៅហើយក្តីក្នុងការនេះក្តីអាត្មាអញនឹងឯងបាននៅរូបនោះដែលប្រកបទៅដោយលោកាមិសៈបដិសម្បយុត្តលោកាមិសាំង
ប្រកបទៅដោយលោកាមិសៈនឹងបានសេចក្តីថាប្រកបទៅដោយតណ្ហានេះអត្ថកថាទេណាដែលពន្យល់ថាប្រកបទៅដោយលោកាមិសៈគឺអមិសៈក្នុងលោកនឹងគឺបានដូចប្រកបទៅដោយលោភៈលោភៈចេតសិកហើយថាតណ្ហាក៏គឺលោភៈចេតសិកហ្នឹងដូច្នេះគេហសិតៈសោមនស្សនេះគឺសោមនស្សដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងលោភៈ មានប្រមួយព្រោះមានរូបជារមមានសម្លេងជារមមានក្លិនជារមមានធម្មារមជារមនឹងគឺថាញាតិញោមអាចជ្រាបបានហើយប៉ុណ្ណឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាវេទិតាពាននេះក៏ត្រូវដឹងដែរដូច្នេះទៅហាក់ដូចថាវាស្រួលណាស់ទៅព្រោះសោមនស្សនឹងវាមានរាល់ថ្ងៃ មានចាំបាច់ទៅធ្វើដើម្បីដឹងអីសម្បូរសឹងអីហ្នឹងសោមនស្សជាមួយនឹងលោកភៈហ្នឹងតែពេញចិត្តរូបសម្លេងជាដើមហើយចេះតែសោមនស្សទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសម្ដែងថាក៏បីដឹងដឹងថាម៉េចដឹងថានេះគឺត្រឹមតែជាសោមនស្សដែលកើតឡើងអាស្រ័យអមិសៈការដឹងចឹងគឺវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានប៉ុន្តែមិនមែនដឹងជាប់ដោយអត្តសញ្ញាតែថា សោមនស្សរបស់ខ្លួនទេគឺដឹងដោយប្រាជ្ញារបស់ព្រះពេជ្រគឺត្រឹមតែជាវេទនាដែលកើតឡើងទៅជាអរូបកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺអត់មានតេតិនដោយចិត្តឯងសម្គាល់ថាជាទួខ្លួនឬជារបស់ខ្លួនចំពោះសោមនស្សវេទនានេះសោមនស្សវេទនាហ្នឹងជាលោកសង្ឃឬក៏ជាលោកកុហកឧបាសកឧបាសិកាយាយតាណាអត់ទេវេទនាអត់មែនជាស្រីអត់មែនជាប្រុស អត់មានជាទ្រង់ទ្រេសន្តានអត់មានក្បាលមុខមាត់ដៃជើងអីចឹងប៉ុន្តែជាសភាវៈមានហើយដែលហៅថាបរមត្តធម៌មិនមែនមានតែឈ្មោះសន្មតទេគឺមានសភាវៈកើតឡើងព្រោះតែមិនមានទ្រង់ទ្រេសន្តានជារូបមើលឃើញចាប់បានអីទេជានាមធម៌សុខប្រទេសក្នុងការដឹងអារម្មណ៍ហើយមានប្រភេទសោមនស្សគឺសេចក្តីដឹងខ្លួនក្នុងការសោយអារម្មណ៍នឹងសប្បាយសប្បាយចឹងទៅអានឹងឯងគឺនាមធម៌ ហើយថាយើងមិនអីនៅពេលដែលសោមនស្សនឹងកើតឡើងឬថារបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះមានតែខួរសុតសុតនឹងឯងហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអំពីនេខមៈសិតៈសោមនស្សនឹងក៏មានប្រមួយដូច្នេះមិនមែនមានតែកេហៈសិតៈសោមនស្សទេដែលសម្ដែងនៅក្នុងមនោបវិចារៈហ្នឹងមានសោមនស្សប្រមួយឥឡូវណែបែកសោមនស្សនឹងទៅជាប្រមួយពីរដង គឺគេហសិតៈសោមនស្សប្រមួយនៃខមៈសិតៈសោមនស្សប្រមួយហើយនៃខមៈសិតៈនឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺនៃខមៈសិតៈនឹងគឺចេះគឺថាម្យ៉ាងបានឃើញនៅរូបហើយរូបនឹងឯងជារបស់មិនទៀងមានសេចក្តីប្រែប្រួលជារបស់មិនគួរត្រេកអរជារបស់មានការរលត់ទៅ อันนี้จังมันเตียงวิปริณามเนี่ยวิเรกะนิโรธแทงมีสิทธิ์ได้แปรปรวนมันกูเตรยอรลวดเตยให้เกิดมาดังดอยปรัชญาได้ประเภทถ้ารูปมนต์ก็ได้รูปพนองเปนี้ก็ได้ที่ระบอกมันเตียงจิตตกมีสิทธิ์ได้แปรปรวนกาลนาบดังอย่างนี้เศร้ามันเนาะก็การล้างมันเนี่ยที่เขาทั้งหลายนี่จะทากวดสมใดท้าในขมะเสตะเศร้ามันเนาะ นั่งสมเย็ดโยมจำประพฤติการจังถ้าเศร้ามันนอนนั่งเหมือนเหม็นตอนแต่อาศัยรูปสมเลงเคลื่อนรัวพอดทับเตะทำเมรำจิตีเตรียอจิตีกวบจัดจิตีปัตนาให้ประกอบไปโลภะนุบานเศร้ามันนอนเต้สมใบเคยในรูปนู้นเหมือนเตียงจิตตกเมียนสิกรายใบเคลียตื้อเมียนกาอ้อตื้อวิเนตื้อเศร้ามันนอนกาลานบ้านโดยกาเคยนู้ โดยฉะนั้นในขมะเสตานี้อัฏฐกถาโลกสมัยท่าอาศัยวิปัสสนาในขมะนี้คือวิปัสสนาโดยฉะนั้นขนมขันนะได้วิปัสสนาหรือเลิกดังเยะขณะในรูปได้กลมปุ่งประกอบขนมเปรี้ยรูปตามเพลย์เพลย์จะรูปปารามก็ได้สำเร็จได้ประกอบตามเพลย์ติจิจิสัตเตรามก็ได้
ban trăm tới mùi chua này vì thấy chất nó hơi có bạch tử để bà con đang chọc chọc nghe nên cứ tha chết ca ca bằng to con ta vừa ở tư xôn tư chạy tây tạ ca tây tạ ca nên cứ chạy ca xâm đáy nhầm kỳ ca rồi luật tư này nên cho phía vẹt thù đôi chết ca na bởi ba nhà ban khơi nhầm kỳ ca rồi luật tư này rút cái đây xâm lên cái đây lân cái đây ruột cái đây hoặc thập vẹt cái đây hoa mê rong cái đấy Vipassana nâng ánh mô thả này khả mạng Phụ mệt chọc tiện tin từ đói lộp hệ đói ca chọc chùm tiện nâng rút xùm lên xe lên rốt phát thập tiện thò mê râm nâng Đơn chứng Vipassana nâng mô thả này khả mạng ấy sao mà nó để ca lãng à sài Vipassana nâng hay thả này khả mạng sẽ tạ sao mà nó Được chứ này hả? Nhiệt nhóm có bây nâng bàn triệp cặp bay nâng ban pì rô cặp bay nâng ban châu chất tao sao mà nói ní mình men toi tại ban nơi rô sầm lên chân rô chật ti cọp chất chật ti pin chất thế cứ tha khai long ca ấp rong chầm ran thua bại bạt thua chầm ran thì pa sơn á nó còn men sao mà nói ca lang đây nhớ tay pin chất châu chất sao mà nói thì lên nè phỏng truồng triệt dạng nấu phỏng truồng sầm đáy tam tết là sao mà nói nó từ miền tiền kê hạ sẽ tạ sau mà nó miền tiền nghe khả mạ sẽ tạ sau mà nó nên cứ thả mình men ca bại ba thua cũng nót đăng tục hai tay kềm cầm ca tục đôi dương thì cha rồi na sẽ đây tục chọt cả đôi ắt tạ sa nhà ta luôn dương tục luôn dương cha luôn dương chư luôn dương đừng ngoa luôn dương đừng phật ta luôn dương đừng lên man sợ bay hai tăng ta tục kềm cầm tới ở nên men chẳng tê à khởi tục rồi biết nâng chạm ngọt tới mình đời kỳ thả nè chờ trầm tức chạp phục mà nụ trầm tục chạp ngọt à nâng trầm tục ấy cứ đòi ạ tạ sàn nhá rừng coi ta khuôn tốc vì chạy tới kìm 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 à nâng ngọt mê nâng ấy chúng phô vị pa sàn ná đây phải chạy lệ cả nạ tục này bỏ ra mặt ra thua nên mình kìm cầm thế thì miền sau mà nó thì nó dùng triệt chân này bên na để miền tô mà nó còn qua đây cả hai chất đôi sầm đây nên khi nông mê riêng trẻ bị thom bị chăm ngay đây sẽ xe ai nữa thì chỉ lệ cả nã này tô xa đại miền ạ có sao là thua cả thua chỉ bôi đôi chỉ cọc phải chạ rứ cả tô mà nó luôn mình lên kia của sao thế chia bình to tư nâng bảo ông trông xâm đáy nhằm bí tô mình nó có chạy tư chia bí phá náy cứ kê hạ sẽ tạ tô mình nó hay nâng nê khả mạ sẽ tạ tô mình nó nhật nhóm xua chăm đi chạy chia bí dẫn lên á rồi nói bàn dù nê thêm đã tiết thả kê hạ sẽ tạ tô mình nó hăng thả mấy thả tô mình nó à sài ca mà cún sai cam mà con nó sai ấy sai rúp sầm lên nên đó phát tập bẹt thom mê rắm nữa nè cha na để ban chọc chặt chìm phua rúp sầm lên lần đó phát tập bẹt nâng hơi đã từ mình ban nơi rập bọt nâng mình ban tam rập na thay tưởng miên cha nước để lướt tha mình phọt ban ở pi môn hơi mình ban trong pe này tiết à thà cả tha lúc mình cho ta nâng tôm nó miên cầm lặng đời nực cực đời từ ca là tây tạ nó để thà mình ban nơi là rắm đại chỉ ti tre o chỉ ti bạc na chỉ ti quạt chật chỉ ti ri ri nó nếu bà dân này dễ nghe nghe máu tham mấy tha rập bao để chia ti bạc na cứ rú sầm lên san rô pháp thập kệ à thom mê rắm nắng miên ca prai pru tư sạp sôn tư rồi luật tư nắng ca tô mà nó tô mà nó là sai rồi bao chẳng ở nâng nâng ấy để hơi thả kề hạ sẽ tạ tô mà nó hạ sai thế thì nâng cứ ban giờ ca mà quân chuẩn bị ca nực kịch tam hơi chặt nâng có vật tư rồi có đủ sầm lên trên rồi thoát tập tiệt đây mình ban nữa đây mình ban đôi cả thân nữa rứa có ban hơi men ca vì nè tôi nọ nâng pì này mũi mình ban mũi ban hơi quạt prà tư hay tô mà nó ha tô mà nó được biết nâng chỉ mua thả kề hạ sẽ tạ tô mà nó ta mà rắm chân phần mũi rập tới ba chục nuôn phần mũi ấy miên nê khảm á sẽ tạ tô mà nó đây
ហើយគឺបានសេចក្តីថាតោមនោះអាស្រ័យវិបស្សនាក្នុងការអប់រំបញ្ញាទៅអប់រំទៅអប់រំទៅឃើញរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈនិងធម្មារម្មណ៍នឹងមានការមិនទៀងមានការប្រែប្រួលមានភាពដែលថាមិនគួរត្រេកអរហើយក៏ឃើញថាជារបស់រលត់ក៏ពិតមែនហើយជារបស់មិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលអញ្ចឹងប៉ុន្តែ មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះអនុត្តរវិមោកអនុត្តរវិមោកហ្នឹងគឺអរហតផលដល់មានសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏ជាបច្ច័យឲ្យកើតទៅជាមានសេចក្តីតោមនោះព្រោះតែការមិនបាននៅអរហតផលនោះតោមនោះអញ្ចឹងមនេតិថោចម្លាយថាគាត់ពោលថាជានៃខមៈសេតតោមនោះគឺតោមនោះអាស្រ័យវិបស្សនាតោមនោះក្នុងអត្ថកថាលោកពន្យល់ថា ប្រភេទណាក៏ដោយសម័យណាក៏ដោយគឺមិនដែលជាកុសលតោមនោះគឺតែងតែជាអកុសលប៉ុន្តែថាតោមនោះដែលអាស្រ័យវិបស្សនានេះនៅក្នុងសកបញ្ញហសូត្រព្រះដែលមានពាក្យប្រាថ្នាជាតោមនោះគួរសេពព្រោះនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយយើង ធ្លាប់មានតោមនោះប្រភេទណាធ្លាប់មាននៃខមៈសិតតោមនោះទេឬក៏សម្បូរទៅដោយគេហៈសិតតោមនោះគេហៈសិតតោមនោះនឹងក្រៃលោថានៅងឿងឆ្ងល់មិនតាន់វានឹងឆៃបានថាសម្បូរឬក៏មិនសម្បូរខ្ញុំជម្រាបម្ដងទៀត ថានៅពេលដែលមិនបានតាមប្រាថ្នានៅរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈដែលពេញចិត្តនោះតែដល់តែមិនបានអញ្ចឹងមានតោមនោះឬក៏របស់នឹងបានមកហើយមានការប្រែប្រួលទៅមានការបាត់ទៅមានការសូន្យទៅដោយប្រការណានោះក៏មានតោមនោះនឹងគឺឈ្មោះថាគេហៈសិតតោមនោះសម្បូរទេអញ្ចឹងសម្បូរបាទ តែចំពោះនៃកម្មសិតតោមនោះក៏គង់មានដែរកាលណាបើញាតិញោមបានអប់រំវិបស្សនាបច្ចៈលក្ខណៈរូបធម៌និងនាមធម៌ហើយតែនៅតែឃើញថាលោកធៈទោសៈមោហៈនៅមានក៏មានសេចក្តីស្រឡាញ់អរហតផលព្រោះថាជាវិមុតមិនកម្រើកតាំងនៅក្នុងសេចក្តីសុខមានតែពានជាអារម្មណ៍ព្រោះមិនមានកិលេសជាគ្រឿងញាប់ញួរ ແລະຈັ່ງໃດຈ້ອງບານອະຣະຫັດຜົນນັ້ນໃຫ້ຈ້ອງບານຈ້ອງບານຈັ່ງໃດດອລະເວມັນບານໂຕມະນໍໂຕມະນໍນັ້ນព្រះດໍາເນີນພຽບພະອົງຕົງສໍາແດງຈະກູໄຊດປູ່ອີ່ປູ່ອ້າຍຍັງກູສໍລະທົວឲ្យຈໍາເລີນນານບານປູ່ອີ່ປູ່ຖ້າມັນບໍ່ປຶດໂຕໄດ້ឲ្យການສະຫວັງງົບງົນក្នុងຮູບຈໍາເລງກັນຮົບຜົດທັບແປໂດຍຊ្នេះໄປເຈິງເຈ້ໂຕມະນໍນັ້ນឲ្យໂຕມະນໍອາໄຊວິປັດສະນາໄດ້ຫມັກເ
nâng bay mục tổ rốt tục. Đôi chân này ơ ý có ơ tư, mình ban ý có mình ban tư. Cứ thả miền ca của bất tư đàm bay à ra hạt tập hòa. Thế đó đối với mình ban tư mà nói hình chân thả cua sẹt. Vấn đề nơi tôi chỉ ạ phải xoay hình chân chân á. Chỉ ạ phải xoay hình chân. Vấn đề thả ai chỉ ốp bình đi sử dụng cháy này cổ xo. Nơi thua đây bà ông xong đây những tư mốc chiếc bì rô này. Bà ta mới xem tiếp trong vị trà rà nam ơi. Chúng tôi nhớ nhớ mình sắp đạp màu. Vấn đề ngay nâng mình toàn đi. Đại bà ông trong xong đây nhằm phí ca để trời lê. Cô tê sức đây hàng đá ấm. Bà ông xong đây thả trời lê thua này. Đôi ả sài phần ai chúng tôi thua này không bì rô ha. Vấn đề lâu nay nhằm nực rửa lực hơi đo rương muối nơi khá nông. Sắc cả ba nhà hạ sốt xong đây nhằm phí. Phải mà sẽ viện lộp niên nơi khả mạng sẽ tạ tô mà nó. Lợi rương bằng tế chung tinh sẽ ạt này. Tục ngày sai nâng bằng to nơi khả nông sẽ la dịa tận nạn thêm một sốt. Nơi khả nông rương nô miên tỉ đây đầm ná ta. Phải mà sẽ viện nâng đô kia phải thay ra ai miên côn sơ chào na. Anh tê là sắc nâng đo tự đập đồng bay khả nạ. Bà sở rốc chia bộ cơ tới miền
bay mơn ong trả nè thấy tay thà lột nơi chia bật thọ chuôn hay côn sa nâng khóc tôi chia bệ hà rò hòn bay mơn ong ngày mùi thì khóc nhiều ong nâng lột thì chà rò ná thà ta à cha rò bò hạt mà anh nâng đây chỉ nệm miên on tê và sắc sra ơn đôi tự bay mơn nè chạy tư chia khẩn nạ miên đọc rộng bay khẩn nạ chẳng ta lột ban thua chia ti phưng xâm rạp luôn lâu phải nơi rư cỏ trâm tài thạ chia ti phưng rồi bỏ nghệ đã tây thế khi cha rồi nà mơ tới có bỏ gót nơi thiếp kia và thòi chuôn nâng chùm phua ca bị cha rồi nà rồi bỏ lâu đào ca cầm nót đăng chết nghệ đã tây nhá nên còn xa bỏ lâu nên lô ban bị nhà nà khơi chẳng rồi chẳng ạ thầm ạ anh nâng kịch đầm bay thạ nâng tới phơ aoi à cha bà anh nâng ban nơi mà ở đây hai bà Phật tử đầm đây ban nơi tì phân xâm rạp luôn công cọc bây ban trâm đà tì phân rồi bà nẹ đà tê nô tì phân rồi bà nẹ đà tê nâng dàm mấy tha quật tha lộp nâng bằng riêng thua con sơ nâng ban đo nơi phía rạp nâng đời xa đập thua một tì xâm nạ lộp nâng ai đó đặc xuân lộp nâng ọt ban tì phân xuân ảnh rồi chẳng con sơ nâng cọc bạch một tì cái lấy lộp nâng mau này có mà bà gót chung phùa cần lại như là bà lục rùa cha nâng bà mà sẽ vẹn khao những tí chăn trăng hơi lục quăng nơi xâm ra mùi phlet nâng vì khó đai chỉ vẹn ra hòn nâng có ra phai bằng cung đòi phương cách kết dự vọt chung phùa bà thê ra kia cha nâng hơi có bà thê ra nâng xua tha lúc đại trụ trung nữ cun cứ à sai ca bên là ban chỉ vót là lục mau nâng đầu kịch ấy lâu có miền bắc thề ra đây ca tha nhâm cận ná mau đầm bay sông anh mô tận địa thua vì bà con mình cha còn vì lục ở cha sông lục ở cha nâng phơi nước ta anh mô tận địa sông bay mũi bọt đặc nhâm nước về nâng lâu ở cha thọ miền về miền tây xem ra đây một phết nâng hay lâu cái nó xong ta tây nâng một ban hay cho xong pê nỉ muôn từ bên ở ba cái nông pê bực cứ cái nông pê lục bực thẹ cái nông pê đọc mình cái nông pê cho từ khung chỉ po cái nông pê say say lâu thà ở miền tây là ngon thâu lâu thà được vừa cha nó lục liệt ruột pê xong đầm bay lâu xem này thua ăn một tuần nia mùi bọt một kia thà nó cứ ọt bám đời ta chẳng lâu chỉ bèo rõ nâng lâu thà lâu ở cha nâng priếp đôi chỉ thật đa thầm ra kê chôn thư chỉ tì phân rồi bà nẹ đập tây tại chúng phô lâu ở cha nâng ọt bàn tì phân chúng phô khôn nhóm ọt miên trời ca ca ạ mô tình yêu chúng phô lâu ở cha thế ấy có hoa tới bắt tử lâu khô ở cha nâng người ta ở lâu nên mình mê mà rô xong sẽ đặt thua anh nhờ ná mà rô xâm đáy thua anh đó hãy có lột nực cái mơ xa thà à là hạ tập khó anh chia dìm để phi bình ngay nâng ban á hay phi bình ngay nâng chụp chô về xa nơi khả năng thang ngay đọc bay cao ít khai phòng bay nâng hay chô về xa nâng cho nó nơi phê dục nâng tập khó mà chìm có phiên bảo đáy con xa cái đá triết nâng có phiên bảo đáy con xa tâm ra thêm một phê tê phê chết lư nâng ai ở bát ở con xa thiệt mà miên nhức miếng ạ biệt lư ráng có spê bát chênh để cái nơi lơi cầm phù nông mùi trong thùm vậy nè thì ta phi bên ngay ba nè ọt từng pháp nè na phóng rồi là phi bên ngay tán mau vậy nhỉ hay đó là phi bên ngay nếng ọt bán rồi ọt bán có vò rà ná chô phải xa lơ phnông nâng có ọt màu dùng dùng mà đòn thà chia diễm trong ca chô phải xa nâng ấy bay hai nắng đôi bay ngày một lần này ớt bàn hơi kỳ lệ riêng kia tụi xạ mùa hạn nơi để miền chẳng không chia diêm ná rồi hốt đó là tha mình sống ở lơ khê vô tật túc được tới miền kia còn sao lâu nó ở lơ khê vô tật túc mình sống hay mình liêng chương thiết mùi vừa xa hay mùi vừa xa tiết rồi hốt cho tài xàm sạch cho nằm nâng mà là tì vừa ngay bán hay khoan ná nó ọt sẵn xàm sạch cho nằm
ប្រព្រឹត្តឥរិយាបថតឹងរឹងថ្ងៃវស្សាគម្រប់30នឹងយំលោកយំសាមទៅដងពេលហ្នឹងពេលមួយហ្នឹងទេពធីតាហ្នឹងយំដែរមានទេពធីតាមួយនៅអាស្រ័យលើក្នុងហ្នឹងយំដែរយំទៅលោកសួរថាទេពធីតាយំអីទេពធីតាហ្នឹងឆ្លើយថាបើមេផលមួយឬពីរអីកើតឡើងដោយសារយំអញ្ចឹងយំដែរដែរ ເທຣະໂລບອາຈານນັ້ນຕົມໄປໄດ້ເຕດທິດານັ້ນກໍມາຈໍາອອກລອກເລີຍອັນໃດດາລະກຶດຈັ່ງໃດ